Phần đầu. Phép lạ phước lành giải thoát Việt Nam. Tại sao là phép lạ phước lành giải thoát Việt Nam? Rồi phép lạ phước lành giải thoát Việt Nam và nhân loại. Ủa tại sao vậy? Tức là nhân loại chúng ta không thể tự giải thoát được. Nhân loại chúng ta bây giờ là quá bế tắc rồi. Cũng giống như những thời đại trong quá khứ, tức là nhân loại bế tắc, không có giải quyết được. Thì thế giới thiên loại giúp chúng ta giải quyết. Và khi nói về thế giới thiên loại thì chúng ta mới đề cập tới cái việc mà phép lạ, phước lạ, phép lạ, phép lành. Đã nói tới phép, tức là nói về thế giới thiên loại. Mà những cái phép này, những cái phép màu này, nó là phước lành. Phước lành. Chứ không phải là dữ. Và đối với nhân loại chúng ta thì là không bình thường. Tức là những cái phép lành này á, nó đối với nhân loại chúng ta là nó quá cái khả năng của nhân loại. Tức là nhân loại chúng ta không thể thực hành được những cái phép phước lành, phép lành. Tức là cái tường giới nhân loại chúng ta còn thấp kém lắm. Chúng ta chưa thể sáng tạo ra hoặc là làm ra những cái phước lành. Vì thế thì nhân loại chúng ta mới dùng chữ là ô lạ quá. Cái này đặc biệt à, cái này từ nào giờ chưa xảy ra. Ô cái này đặc biệt, cái này lạ quá. Cái phép này lạ quá. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta dùng chữ phép lạ, phước lành. Mà chúng ta không nhiều dùng chữ là phép lạ, sự dữ. Mà chúng ta dùng chữ là phép lạ, phước lành. Thế thì tại sao là phép lạ, phước lành? Mà phép lạ phước lành giải thoát Việt Nam và nhân loại. Nói nôm na là phép lạ phước lành giải thoát nhân loại đó. Thế thì những ai ước ao được giải thoát, và tức là nhân loại chúng ta là những ai ước ao được giải thoát. Chứ hiện nay thì nhân loại đang đi đến cái chỗ bí rồi đó. Tức là bí rồi. Đi vô cái vòng lẩn quẩn, nó bắt đầu nó dồn vô cái chỗ bí rồi. Không có lối thoát luôn. Nhân loại chúng ta không thể dẫn dắt nhau được. Tức là chúng ta bí rồi. Thế thì ai có thể dẫn dắt chúng ta? Ai có thể làm phép lạ phước lành để cho chúng ta nhận lãnh, để cho chúng ta hưởng? Nhân loại chúng ta là không có đủ bản lãnh để mà làm phép lạ phước lành.
để mà giải thoát nhân loại. Và thế giới thiên loại mà hành động, tức là làm việc ban cho chúng ta nhân loại có phép lạ phước lành để hưởng. Trong lúc chúng ta nhân loại là không có lối thoát, tức là tuyệt vọng. Bây giờ mình đặt cái thí dụ, bây giờ đồng bào ở ngoài đang theo dõi đó, bây giờ đặt thí dụ. Bây giờ ai cho mình $10 triệu hay là $100 triệu cho mình, sau đó thì 24 giờ đồng hồ sau mình đi ngủ, rồi ngủ luôn không thức dậy, thế thì $100 triệu đó có ý nghĩa gì không? Bây giờ ai cho quý vị $100 triệu rồi với cái điều kiện là sau 24 tiếng đồng hồ, tức là ngủ, ngủ giấc, rồi ngủ là ngủ luôn, không thức dậy nữa, tức là chết á. Quý vị chọn cái gì? Chọn $100 triệu hay là, tức là nhận lãnh $100 triệu, thấy không? Trong vòng 24 tiếng đồng hồ làm gì làm, nhưng mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ là phải đi ngủ đó, và đi ngủ là kể như là không thức dậy được, không thức dậy được nữa. Thế thì $100 triệu đó có ý nghĩa gì không? Cái câu trả lời để cho đồng bào mình tự động trả lời. Thế thì chúng ta hiện tại đang sống nè, còn đang sống mà nhất là còn có sức khỏe, đi đây đó đi đi đó sinh hoạt hàng ngày, cuộc đời đi đây đó sinh hoạt hàng ngày, làm chuyện này chuyện nọ, rồi nhìn bầu trời bao la rồi này kia, rồi nhận diện cuộc đời, rồi nhìn thế sự, dẫu rằng nhìn thế sự ta buồn khủng khiếp, tại vì những cái nỗi hoang tàn quờ quạng tham lam xảo trá lọc lừa nó bấn loạn, nó bất an. Thế nhưng khi mà chúng ta nhận phép lạ phước lành thì chúng ta được bình an, và chúng ta được thức dậy mỗi buổi sáng, hay là sau một giấc ngủ chúng ta thức dậy, chứ không phải là ngủ luôn. Cái này rất là thực tế nha. Thế thì chúng ta có sức khỏe rồi sống, rồi chiêm nghiệm cuộc đời, rồi mệt thì ngủ, ngủ rồi sau cơn giấc ngủ chúng ta thức dậy, chứ không phải là được $100 triệu sau mẹ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là đi ngủ, rồi ngủ ngủ luôn, nó không thức dậy, rồi không biết là linh hồn vía mẹ quỷ nó bắt mình, nó kéo đi đâu nữa, ghê quá. Đang làm chương trình thì không không nói chuyện được nha.
Đồng bào chờ khi nào mà chú giống mời gọi thì gọi vào thì mới gọi vào nhá. Ok, để cho người này coi chương trình này đi nè, coi ok. Ok, coi đi. Thì bây giờ cái vấn đề nó rất 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 là rõ ràng nha. Tức là chúng ta được sống. Ok. Ngủ mà tức là sống đó, làm việc này kia rồi cắt cái rồi ngủ đi. Ngủ giấc rồi dậy không dậy rồi tiếp tục sống. Chứ không phải là mẹ cầm tiền nhiều lắm, cầm bạc tỷ đô la rồi nhưng mà ngủ ngủ cái bằng xong rồi ngủ luôn, mẹ không thức dậy thì nó đâu có ý nghĩa gì. Và phép lạ phước lành của ai ban ban cho mình, ban cho mình sự bình an như vậy? Thì chúng ta thử so sánh coi 1 tỷ đô la trong vòng 24 tiếng đồng hồ, sau đó mình ngủ giấc rồi ngủ luôn, không dậy, không được thức dậy. Bây giờ mình chọn chọn cái gì? Mình chọn nhận lãnh phép lạ phước lành. Rồi mình làm việc rồi mệt thì mình ngủ ngủ xong ngủ giấc dậy mình thức dậy. Đấy không? Và mình sống rất là bình an. Có phải là mình được sống và cái sự bình an này nó giá trị hơn 1 tỷ đô la? Hơn nhiều lắm. Vì thế chúng ta đừng có coi thường đời sống của mình hàng ngày, rất là quý, rất là đặc biệt. Có những người người ta ước ao được được sống nhưng mà sức khỏe người ta không có. Và có những cái dữ kiện, những cái sự việc mà họ không có cơ hội được sống, tức là chết á. Bây giờ họ ước ao được sống nhưng mà họ không không được, tại vì đến cái lúc đó, tức là họ phải chết. Bây giờ họ muốn sống, họ ước ao được sống cũng không được. Vì thế chúng ta cần phải trân trọng đời sống của mình, nhất là đời sống mà đứng toàn năng tác tạo ra mình và ban cho mình có sự sống. Và mình cũng đừng quên rằng là đứng toàn năng sẵn sàng bảo vệ mình mọi nơi mọi lúc. Và chúng ta cần được biết đứng toàn năng là ai.
Cái việc đó quan trọng lắm. Và khi mình biết Đấng Toàn Năng là ai rồi thì mình không có phải lo lắng ba cái vu vơ, những cái thứ mà trong đời sống mình lúc mình chưa biết Đấng Đấng Toàn Năng là ai thì đủ thứ, đủ thứ lo đó, nặng nề vô cùng, lo lắng sợ sệt rồi cái gì đó, gánh nặng quá, nhiều gánh nặng quá mình chịu không nổi, con người không không thể chịu nổi. Nhưng mà khi mình biết Đấng Toàn Năng là ai đó thì cuộc đời mình nhẹ nhàng lắm. Bởi vì Đấng Toàn Năng thương mình hơn là ba mẹ ở cuộc đời này thương mình. Đấng Toàn Năng lo lắng cho mình kỹ càng nhiều hơn và mãi mãi. Chứ không phải ba mẹ cuộc đời, tại thời dung biểu mẹ 5, 70 năm, 80, 90 năm là chết. Thì ba mẹ nào mà lo lắng cho mình hoài được. Ba mẹ cuộc đời này nè. Đằng này chúng ta nói về Đấng Toàn Năng lo lắng bảo vệ và ban cho chúng ta sự sống đời đời kiếp kiếp. Khi mà chúng ta biết Đấng Toàn Năng là ai, khi mình biết Đấng Toàn Năng là ai rồi là kể như là mình phải đi theo chứ, mình đi theo. Bây giờ mình có thể dùng cái chữ là đồng hành với cùng Đấng Toàn Năng. Đó đó là tức là dùng cái chữ là thấy là hống hách rồi, thấy kiêu ngạo rồi đó. Đồng hành với Đấng Toàn Năng. Mình con người mình nhỏ hơn hạt bụi nữa mà đặt so với Thượng Đế Đấng Toàn Năng thì chúng ta nhỏ hơn những hạt bụi. Mà nói là đồng hành cùng Đấng Toàn Năng. Chú giống dùng chữ đi theo, đi theo Đấng Toàn Năng cho chắc ăn. Đúng không? Không không có dám dùng dùng chữ hòa thượng với thượng tọa ở đây. Tại vì mình là cái gì, con người mình là những hạt bụi mà rồi mẹ làm hòa với Thượng Đế. Chúng ta cần phải bái lại Thượng Đế, kính lại cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Ngài vĩ đại quá, chúng con thì con người tội lỗi quá sức, ngài ngài thương, ngài cứu vớt chúng con. Chúng con bái lại ngài. Thấy không? Chứ mình dùng chữ mà đồng hành này kia đồ ghê quá. Và làm hòa với Thượng Đế. Mấy thằng đi chùa mấy ngàn năm nay nó nói nó làm hòa với Thượng Đế rồi nó quên Thượng Đế luôn. Nó quăng Thượng Đế vô thùng rác luôn. Nó đi tu, nó tu mà nó không bao giờ nhắc nhở đến Thượng Đế. Nguy hiểm vô cùng. Cái đó là cái tội kiêu ngạo đó. Đó là cái tội mà quỷ nó nhập vô á. Bởi vì khi mà nó tuyên xưng Thượng Đế một cái bằng một cách công khai á thì lúc đó là linh lực và thần lực thiên loại của Thượng Đế giáng xuống vô người, vô bản thể, vô hồn vía và xác nó. Thì lúc đó là những cái bọn quỷ ác độc tham lam ở trong người nó đó sẽ mà tẩu hỏa nhập ma, sẽ bấn loạn, sẽ bung ra chạy tán loạn hết. Tại vì khi mà mình đề cập tới Thượng Đế thì đương nhiên cái luồng thiên điển của Thượng Đế là bủa xuống xuyên qua người mình vô tim, óc, não, hồn, vía rồi các cái. Thì lúc đó là những cái bọn quỷ mà nó lường gạt bá tánh, nó đang nằm ở trong người, hiểu không?
của những cái thằng, những cái con mà không bao giờ nhắc nhở đến Thượng Đế. Thì lúc đó là những cái băng đảng mà xảo trá, lọc lừa, lường gạt, dâm tặc rồi cái nó nằm trong bản thể của những đứa đó đó, nó sẽ bung ra, nó chạy tán loạn hết. Vì thế đồng bào để ý đi, không có một cái thằng, cái thằng thầy chùa nào thời nay nè, hay là con sư bà nào mà nó thờ Thượng Đế, phải nói là tôn thờ Thượng Đế đó. Nó không bao giờ nó đề cập tới, nó đề cập tới danh xưng Thượng Đế mà tôn thờ Thượng Đế nữa, thì luôn thiên điển của Thượng Đế bủa xuống bất cứ ở đâu, bủa xuống lúc đó là quỷ dâm tặc, quỷ tham lam, quỷ xảo trá lọc lừa, nó sẽ bung cái người nó chạy tán loạn, nó nổ trong người nó đó, nó sợ lắm. Thành ra nó quỷ nó nói đừng đừng mày nhớ nha, đừng bây giờ đề cập đến Thượng Đế, đừng bây giờ van xin Thượng Đế, thấy không? Van xin, cầu xin Thượng Đế, Thượng Đế sẽ bủa thiên điển xuống, là kể như là tụi mình là kể như là cháy hết á, nghe không? Nhớ nha, đừng bây giờ niệm danh Thượng Đế, đừng bây giờ van xin, đừng bây giờ van xin Thượng Đế. Van xin Thượng Đế là quyền lực của Thượng Đế là đuổi mình, tụi mình đi hết rồi, tụi mình không có hưởng thụ được, không có gạt gẫm được, không có dâm tặc được. Đó, vì thế đồng bào thấy không có thằng thầy chùa nào mà nói nó đi tìm Thượng Đế. Tu mà không đi tìm Thượng Đế thì tu cái gì? Đó là lường gạt chứ tu cái gì? Thì trong đây đó, cái vấn là phép lạ phước lành giải thoát Việt Nam và nhân loại. Rồi có cái phần là Di Lạc Phật Vương dạy đạo giải thoát. Đạo giải thoát của ai? Đạo giải thoát là của Thượng Đế. Tại sao là đạo giải thoát? Là bởi vì nhân loại chúng ta cần được giải thoát. Hiện tại bây giờ nhân loại chúng ta bị giam trong cái vòng luẩn quẩn kêu bằng ham mê thích muốn hưởng thụ đủ thứ, rồi nhân loại chúng ta gây tội ác, làm cho nhân loại chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cái vực thẳm tội ác, tức là giống như là nguyên một cái vực thẳm tội ác nhân loại chúng ta gây ra, rồi nó tạo ra một cái quả quả ngục vậy đó, thấy không? Ở thế giới mà siêu nhiên đó. Rồi chúng ta nhân loại đang ngụp lặn trong trong những cái hố sâu, trong những cái thung lũng mà kêu bằng nặng nề tội lỗi ghê rợn lắm. Vì thế chúng ta cần phép lạ phước lành, chúng ta cần được giải thoát. Và ai có thể giải thoát chúng ta? Là chỉ có Thượng Đế Toàn Năng thôi. Chỉ có Thượng Đế Toàn Năng mới có thể giải thoát chúng ta được. Và chúng ta bắt đầu hay là đã, hay là đang tìm kiếm Thượng Đế? Nếu mà chúng ta chưa quyết định tìm kiếm Thượng Đế một cách chân tình thật lòng á, thì chúng ta hãy làm liền đi, đừng có chờ đợi nữa. Bởi vì chúng ta cần biết Thượng Đế là ai để chúng ta đi theo Ngài. Còn nếu mà chúng ta không biết Thượng Đế là ai thì cuộc đời chúng ta khổ lắm. Tức là cứ ngụp lặn trong những cái đống rác, tội lỗi nhơ nhớp, rồi lo sợ, em rồi phải nói là phập phồng, rồi chán chường, nghe không? Đau khổ, nguy hiểm quá.
Và khi mà chúng ta biết được đứng toàn năng, biết được Thượng Đế là ai thì đương nhiên mình biết, mình biết tức là hiểu đó. Mình hiểu được Thượng Đế là ai. Thì đương nhiên mình chắc chắn mình phải đi theo Thượng Đế. Bởi vì Thượng Đế là đứng toàn năng. Đứng mà ban cho mình sự bình an mà chỉ có Thượng Đế mới có mà ban cho. Mà Thượng Đế ngày ban cho chúng ta, ngài không có đặt điều kiện cái gì hết á. Không, ngài không có nói phải thế này, không có. Bởi vì ngài là cha đẻ mình. Cha đẻ cùng càn khôn từ cái thở mà kêu bằng ban đầu đó. Nói gì quá khứ là ức triệu tỷ năm gì đâu, từ lâu lắm rồi. Thế thì nhân loại chúng ta diễm phúc quá nếu mà chúng ta biết Thượng Đế là ai. Thường thường chúng ta nói dùng cái chữ hiểu biết, mình hiểu, hiểu để mình biết. Và khi mình biết đứng toàn năng là ai thì đương nhiên rồi. Mình không bao giờ mình cảm thấy là mình phải bon chen chụp giật bốc hốt rồi đi tìm đường giải thoát này kia rồi cái. Tại vì khi mình biết Thượng Đế là ai thì đương nhiên mình được Thượng Đế giải thoát từ giây phút đó trở đi, là kể như mình được Thượng Đế giải thoát. Bởi vì Thượng Đế là đứng toàn năng, mà khi mình biết Thượng Đế là ai, mình đi theo Thượng Đế thì đương nhiên Thượng Đế bảo vệ mình. Và Thượng Đế thì chỉ chúng ta, hướng dẫn tường tận lắm. Và Ngài để ý chúng ta mọi nơi mọi lúc. Vì thế nhân loại chúng ta, những ai mà chưa đi tìm Thượng Đế đó, thì phải đi tìm Thượng Đế. Tất cả các đạo sĩ chân chánh họ đi tìm Thượng Đế. Và có những đạo sĩ họ phải đi tìm Thượng Đế kêu bằng đời này qua đời nọ, kiếp này qua kiếp nọ. Để được biết Thượng Đế không phải là một cái chuyện dễ dàng đâu. Sức chúng ta là không thể nào mà có thể tìm và để biết Thượng Đế là ai. Sức con người chúng ta không đủ sức, và muôn đời, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ có đủ sức tự mình để mà có sức để mà tìm kiếm, để biết Thượng Đế là ai. Bởi vì con người chúng ta, cái khả năng con người chúng ta quá giới hạn. Và đặc biệt cái thời nay là cái thời cuối của thế giới nhân loại. Và Thượng Đế đứng toàn năng dạy cho những bài học mới, và Ngài giới thiệu Ngài là ai. Thế thì nhân loại chúng ta quá diễm phúc. Ngài xác nhận, Ngài giới thiệu Ngài là ai. Những đạo sĩ ngày xưa đó, bao nhiêu ngàn năm về trước đó, suốt cuộc đời họ đi tìm Thượng Đế. Cực nhọc khó khăn lắm. Khó khăn vô cùng. Và rồi cuộc đời của họ khi mà họ còn đang sống ở quả địa cầu thì cái sự hiểu biết của họ về Thượng Đế nó rất là giới hạn và rất là mơ hồ. Có thể nói là rất là, tức là cái sự hiểu biết ấy, về Thượng Đế, về đứng toàn năng,
mà các đạo sĩ chân chánh từ ngàn xưa đến bây giờ họ biết Thượng Đế, họ hiểu về Thượng Đế một cách rất là giới hạn và rất là mơ hồ. Nhưng mà khi họ bước vào từng giới, cái ranh giới mà để biết Thượng Đế là ai đó, tức là mới mở đầu thôi, để biết Thượng Đế là ai thì họ phải nói là họ vô cùng diễm phúc, họ mừng mừng họ mừng lắm. Mà ngôn ngữ không thể diễn tả được cái nỗi mừng khi mà các đạo sĩ chân chánh khi mà họ bắt đầu biết được Thượng Đế là ai đó, họ mừng lắm. Còn hơn là mà trúng số độc đắc mà cặp trăm không, trúng số độc đắc 1 tỷ đô la này. Đối với những đạo sĩ chân chánh á, mà khi mà họ bắt đầu biết Thượng Đế là ai đó, họ mừng lắm. Bây giờ kêu họ đổi 1 tỷ đô la họ không đổi đâu, tại vì họ biết Thượng Đế quý giá hơn nhiều. Mà khi họ biết Thượng Đế là ai rồi thì đương nhiên rồi là những cái gì mà Thượng Đế mà có đó là lần lượt Ngài sẽ ban cho họ. Mà những gì Thượng Đế ban cho thì thôi tuyệt vời, vô cùng tận. Tài sản của Thượng Đế lớn lắm, nhiều lắm, tuyệt vời lắm. Không phải là chỉ có những cái mỏ hột xoàn hay là mỏ ngọc đá quý đồ, không có đâu. Tài sản của Thượng Đế hơn gấp ức tỷ triệu lần những cái thứ đó. Triệu mà triệu, ức tỷ triệu, ức ức triệu triệu tỷ tỷ luôn, nhiều lắm. Có những cái phẩm chất trong càn khôn này của Thượng Đế đó kêu bằng chỉ có kêu bằng tính ra là một 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 gram thôi đó, chút xíu vậy nè, trong trong cõi càn khôn các từng giới của vũ trụ gộp lại đó, thấy không? Có những cái phẩm chất mà Thượng Đế tác tạo ra đó, nó chỉ có 1 gram thôi, nhỏ xíu à, rất là ít, mà giá trị bao nhiêu đồng bào biết không? Gộp lại về hết hột xoàn với vàng ở quả địa cầu này á mới có thể mua được, mua được con chút xíu con gam thôi. Có những cái hợp chất mà của Thượng Đế đó, mà càn khôn này Thượng Đế tác tạo ra để mà di chuyển rồi rồi để mà rốt cuộc rồi nó tiến hóa rồi nó ra những cái chất, những cái phẩm chất mà đặc biệt mà của Thượng Đế trong cõi càn khôn rồi Ngài kết tụ lại, nó chỉ 1 gram thôi. Và bây giờ này đem tất cả hột xoàn của nhân loại đang có trong tay với vàng của nhân loại đang có trong tay đó gom lại, thì chúng ta hiểu tới đâu về Thượng Đế. Và những cái chất đó, đó là nó quý giá vô cùng cho sự sống. Bây giờ khoa học tụi nó tìm ra đó,
Ồ, thời này thì ra như thế, nhưng mà thật sự là những cái chất đó nó nằm trong cõi càn khôn. Quý giá vô cùng. Để mình đi sâu vào cái vấn đề đó chút xíu cho đồng bào biết. Ok. Sau giờ rồi về cái phần đó cho đồng bào biết thêm. Đặc biệt lắm ở bên này là mình đi đi vào cái vấn đề này chút. The most expensive thing in the universe, which cannot be bought even by all the rich people of the world together, and this thing is so expensive that 500 international space stations can be bought with it, and although international space station is the most expensive thing in the world, still all the diamonds of the world are much more expensive. The most expensive thing in the universe is antimatter, the price of 1 gram is 62 trillion. The most expensive thing in the universe, which cannot be bought even by all the rich people of the world together, and this thing is so expensive that 500 international space stations can be bought with it, and although international space station is the most expensive thing in the world, still all the diamonds of the world are much more expensive. The most expensive thing in the universe is antimatter. The price of 1 gram is 62 trillion. 1 gram mà 62 trillion. 1 trillion là 1.000 tỷ. Một ngàn tỷ mà là 1 trillion mà phải là 62 trillion. Thì tính đi. Một siêu là nó là 1.000 tỷ 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 đô la đó, mà phải là 62 siêu thì mới mua được một một gram thôi. Bởi vậy bao nhiêu dãy ngân hà, hàng hàng tỷ dãy ngân hà, mà mỗi một dãy ngân hà thì nó có bao nhiêu tỷ tỷ ngôi sao, mà một ngôi sao thông thường nó lớn bằng một mặt trời, và đồng bào biết ở trong mặt trời thì có bao nhiêu vàng với kim loại này kia đồ hột xoàn đồ ở trong mặt trời đó, mà khoảng 1.000 quả trái đất này cộng lại thì nó tương đương bằng một mặt trời, mà một mặt trời thì thông thường nó lớn bằng một ngôi sao, mà càn khôn của Thượng Đế thì có hàng ức triệu tỷ dãy ngân hà, mà mỗi một dãy ngân hà nó có hàng hàng tỷ 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 ngôi sao, và nhân loại chúng ta được đóng vai làm con cái của Thượng Đế. Và khi mà chúng ta là con của Thượng Đế, tức là mình đồng bào nghĩ là mình là con cái của ba mẹ mình, ba mẹ người đời thôi, mà ba mẹ mình thì hiền từ mà giỏi giắn, tức là siêng năng mà rất là thông minh, mà rất là quyền năng kia bằng không, mà rất là đàng hoàng, mà giàu có lắm, giàu có vô cùng, giàu giàu có vô cùng tận đó, là nhiều lắm. Rồi đồng bào nhân loại nghĩ rằng ba mẹ mình những thành phần như vậy, họ có keo kiệt với mình không? Chắc chắn là không.
với điều kiện là mình phải đàng hoàng rồi nha, chứ không phải là mình mẹ bướng bỉnh rồi là ba mẹ mình, những người mà hiểu biết, nghe không, quyền thế quyền năng, hiểu biết, nghe không, mà rất là thông minh và rất là đạo đức và rất là quyền năng. Ba mẹ mình thuộc những thành phần như vậy. Rồi đồng bào nghĩ rằng những người ba, những người mẹ như vậy đó, có chiều chuộng những cái những đứa con mà ngỗ nghịch, hống hách, kiêu ngạo, xảo trá, lọc lừa, đạo đức giả, hung dữ, ác độc, tham lam, kêu bằng tham lam, kêu bằng quá sức tưởng tượng luôn, mà rất là lười biếng và rất là hung dữ và xảo trá lọc lừa nữa. Đâu mà nghĩ ba mẹ mà thông minh quyền thế đạo đức, họ có chiều chuộng những đứa con như vậy không? Nó quá hung dữ, nó quá xảo trá lọc lừa, nó quá bon chen chụp giật bóc hốt, nó quá hung dữ. Rồi nó yêu cầu, nó ép mình, nó bắt ba mẹ mình chiều chuộng nó. Mà trong cái đó ba mẹ nó là những người thông minh, hiểu biết, đạo đức và rất là quyền năng. Thế thì ba mẹ nó sẽ xử làm sao với nó? Đó mình nói với ba mẹ cuộc đời thôi. Còn nói về đứng toàn năng nữa, vĩ đại vô cùng tận. Mà đứng toàn năng đó là cha đời đời kiếp kiếp của mình, người cha mãi mãi đó, vừa vừa cha mà vừa mẹ luôn nữa. Nói đến cha mẹ ở đây mình phải xác nhận lại nha. Trong cái hỗn hợp sự sống của con người á, người nữ chỉ có cái hợp chất nó kêu là X, trứng á. Nó nôm na là như vậy. Còn người nam á, vừa có X mà vừa có Y nữa, mà phải có hai thứ đó thì mới được. Thì khi mà hợp với người nữ á, người nữ là X, hợp chất X, thì cái trứng á, thì lúc đó là hợp lại thì mới sinh ra con cái được. Bởi vì Thượng Đế tác tạo người nữ để giúp cho người nam được toàn hảo hơn. Và Thượng Đế đã lấy một ba sườn của người nam để nắn ra người nữ. Và người nữ chỉ có hợp chất X thôi, chứ không có cái Y. Mà để được cấu tạo thành một đứa bé là phải có X và Y. Là phải có hai hợp chất đó. Mà nói đây thì đàn ông chúng ta đừng có hóng hách. Dẫu rằng mình có vừa cái hợp chất X và Y hơn người nữ đó, nhưng mà chúng ta không thể đẻ được. Nhớ nha. Thành ra đừng có coi thường cái người nữ là cái người mà giúp cho mình, cho người nam, cho con đàn ông mình được toàn hảo hơn. Chúng ta nói về thế giới toàn hảo hơn là nó đi đến qua một cái giai đoạn về thế giới thiên loại. Khoa học thiên thiên loại đó. Tức là có liên hệ với thế giới thiên loại. Và rồi khi mà chúng ta đi sâu vào chi tiết về đứng toàn năng,
đứng toàn năng có đang sống với chúng ta không? Có đã sống với cùng chúng ta và có đang sống với chúng ta không? Đứng toàn năng có sống với chúng ta mãi mãi, mọi nơi mọi lúc không? Có chứ. Nếu mà đứng toàn năng không sống với chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai, thì chúng ta, con người không có sự sống. Bởi vì con người chúng ta liên hệ với cùng đứng toàn năng, bởi vì đứng toàn năng là đứng tác tạo ra chúng ta. Rồi những loại chúng ta nói ra bây giờ chúng tôi phải biết Thượng Đế bằng xương, bằng thịt, bằng hồn, bằng vía thì lúc đó tôi mới tin. À, nhân loại đặt điều kiện. Và đứng toàn năng đã thể hiện những cái đòi hỏi bởi sự hiểu biết mà con người đặt ra, loài người chúng ta đó, sự hiểu biết rất là giới hạn, cũng như những cái đòi hỏi rất là giới hạn, hạn hẹp lắm. Thí dụ như là khi nào mà tôi gặp Thượng Đế lúc đó tôi mới tin, khi nào tôi gặp đứng toàn năng lúc đó tôi mới tin, chứ bây giờ nói vô ích. Thì cái sự đòi hỏi này nó quá hạn hẹp, nó quá nhỏ nhoi, và phải nói là thuộc về thế giới con người, từng giới so với thế giới thiên loại thì thế giới con người, sự hiểu biết, khả năng con người rất là giới hạn, rất là thấp kém. Và Thượng Đế Ngài biết chứ, một đứa bé mà 1-2 tuổi mà làm sao mà nó hiểu, nó biết và nó có thể mà tự lo cho nó bằng những người đã trưởng thành, đúng không? Mẹ mấy đứa bé 5-6 tháng tuổi hoặc là 1-2 tuổi làm sao mà nó có thể tự lo cho nó được, đúng không? Và rồi cái sự đòi hỏi của nhân loại, à, tôi phải biết, tôi phải gặp Thượng Đế, tôi phải biết Thượng Đế là ai đó, tôi mới có thể, mà tôi mới nghĩ đến cái chuyện là tôi tin là có Thượng Đế hay không. Chứ tụi bay mấy ông mấy bà mấy quý vị nói chuyện không láo toét không à. Thượng Đế đâu, chỉ tôi coi coi, thấy không? Những câu hỏi, có những người hỏi như vậy, đa số là sẽ hỏi như vậy đó. Và Thượng Đế Ngài biết chứ, Ngài biết cái chuyện đó, Ngài biết là nhân loại sẽ hỏi. Và rồi cách đây khoảng 2.000 năm đó, Thượng Đế Ngài chiết thân Ngài ra, à, Ngài giáng lâm xuống quả địa cầu, và Ngài ở trong bụng dạ của một người nữ mà Ngài đã chọn. Và đặc biệt á, người nữ này là trinh nữ. À, tức là sinh con nhưng mà là trinh nữ. Tức là không có giao hợp với đàn ông. Tức là đàn ông thế giới nhân loại chúng ta. Trinh nữ này không có giao hợp với đàn ông thế giới nhân loại. Mà trinh nữ này nhận lệnh của Thượng Đế. Thượng Đế phán. Bởi vì Thượng Đế là đứng toàn năng, Ngài là thế giới thiên loại. Ngài có quyền năng, Ngài phán. Ngài cho biết người nữ này sẽ
mang thai và xin đứng cứu thế. Mà đứng đó là đã đứng đại diện cho Thượng Đế và là Thượng Đế. Và rồi khi mà các nhà nghiên cứu khảo cổ người ta tìm được cái vết máu, máu khô, vết máu khô của Chúa Giêsu á, thì họ nghiên cứu, họ kiểm chứng, thấy không? Thì máu, giọt máu của Chúa Giêsu á, nó không có X và Y trong đó. Tức là nó không có những cái hợp chất của đàn ông để tác tạo ra một người bình thường. Là thế giới con người là phải có X và Y. X là đại diện cho phụ nữ, còn đàn ông á, là vừa X và vừa Y nữa, có chữ Y nữa, tức là có hai hợp chất đó. Mà bây giờ tìm cái máu khô của Chúa Giêsu đó, người ta nghiên cứu ra thì cái giọt máu đó là chỉ có máu của Đức Mẹ thôi, chỉ có hợp chất X thôi, không có Y trong đó. Tại sao vậy? Tại vì cái quay kia là Thượng Đế thế rồi. Tức là quyền năng của Thượng Đế phán. Thấy không? Rồi người nữ này mang thai. Là cái giọt máu đó chỉ có là máu của Đức Mẹ thôi. Chỉ có X thôi, chứ không có Y. Mà đối với thế giới người thường đó, để sanh ra một đứa bé đó, một con người đó, lại phải có hai hợp chất X và Y. Mà đặc biệt á, cái X của cái người phụ nữ á, đó là cái những cái trứng đó. Mà đàn ông thì không có. Đàn ông cái dạng X và Y nhưng cái dạng khác. Nhưng mà hợp chất cũng là X và Y. Có chữ Y, có cái Y nữa, hợp chất đặc biệt đó, thì mới kết tụ thành một con người. Con người thế giới nhân loại. Nhưng mà khi Thượng Đế ngài giáng lâm xuống qua địa cầu đó, bởi quyền năng của thế giới thiên loại, chứ không phải là giao hợp giống như là thế giới con người. Thượng Đế phán, tức là ra lệnh cho thiên sứ, thiên thần, thiên sứ của Thượng Đế nói này bà Maria, bà được Thượng Đế chọn, bà đời sống của bà đẹp lòng Thượng Đế chọn bà, và bà sẽ mang phải sẽ thụ thai, sinh ra đứng cứu thế. Thì bây giờ cái những nhà bác học, những nhà khoa học gia đó chuyên nghiên cứu đó, thì họ tìm ra được rồi, họ ngỡ ngàng quá, họ ngạc nhiên, họ mừng quá, họ nói thì ra là như thế, để đánh tan cái lập luận nói là cái bà Maria, cái bà này cũng người đàn bà bình thường chứ đâu có gì đâu, thấy không, làm sao mà sanh con mà đồng trinh được. Nghe không? Phải giao hợp với đàn ông thì mới sinh con đẻ cái được chứ. Và trong cái đó thì quyền năng đứng toàn năng phán. Bà Maria có bầu. Và trong cái lời phán của đứng toàn năng đó, không có gì không, tại vì đứng toàn năng nè, ngài là một
một vị bác sĩ bằng giải phẫu tuyệt chiêu luôn. Ngài ngài giải phẫu bằng cái cách mà qua qua thần khí, qua sinh khí, qua oxygen. À, được không? Được chứ. Bà Maria thụ thai sinh ra đứng cứu thế mà không có giao hợp với đàn ông. Nói về thế giới siêu nhiên, nói về đứng toàn năng thì cái chuyện đó bình thường, cái chuyện nhỏ. Đứng đứng toàn năng mà. Rồi bây giờ ngày nay người ta tìm ra cái máu, cái giọt máu của Chúa Giêsu là máu của Đức Mẹ. Mà máu của Chúa Giêsu chỉ có X thôi chứ không có Y. Tức là không có người đàn ông bình thường của thế giới nhân loại giao hợp với người nữ để sinh ra Chúa Giêsu. Nhân loại chúng ta học được gì? Thuyết Darwin này rồi các cái mấy cái thằng triết gia, bá sàm bá lóc, mẹ nhà khoa học gia, triết gia Darwin gì đó, mẹ bây giờ là kể như quăng thùng rác rồi. Nó nói con người là từ sinh ra từ con khỉ, không có thượng đế gì hết. Đó là cái thuyết của những cái thằng ngu đần và phải nói là u mê, và mình nói thẳng thừng ra là nó ngu, tại vì nó chưa hiểu nhiều, nó chưa có biết nhiều về thế giới thiên loại, thành ra nó mới quan niệm là con người đi từ sinh ra từ con khỉ, từ con khỉ đột, con khỉ giả nhân gì đó, chứ không phải là từ thượng đế. Và tụi nó cũng không có tin là có thượng đế nữa. Thì những cái gì mà nó nói là nó phủ nhận thượng đế thì cái đó là nói theo ngôn ngữ bình dân đó, là câu này đinh câu kia. Thấy không? Mà nói ngôn ngữ bình dân á thì nói là câu này đéo câu kia. Đó là chính nó giả vô mỏ đó. Cái sự hiện hữu của nó là hiện hữu rành rành đó mà. Rồi nó nói là không có. Cái sự hiện hữu của chúng ta là chứng là một trong những cái bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ là có Thượng Đế. Tác đạo ra bộ phận con người đâu phải dễ. Quyền nhiệm, tinh vi, phải nói là quá sức tưởng tượng của loài người chúng ta. Ở đây mình không nói thực tế mà nói ngay cả đến cái việc mà tưởng tượng ra đó. Làm sao mà để tác tạo ra một 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 bản thể của một một con người. Đó là chưa kể có linh hồn, có bộ óc, có con tim này kia, đâu cái là lục phủ ngũ tạng đó, tứ chi đó. Rồi nói riêng về bộ óc thôi. Chúng ta có thể suy nghĩ nhớ đến chuyện quá khứ cách đây 50-60 năm về trước. Những hình ảnh mà mình đã đi qua, đã trải qua. Những cái khung cảnh đó, chúng ta có thể gợi cảm, gợi nhớ lại trong vòng một tích tắc. Hoặc là trong vòng nửa giây. Hoặc là nhanh hơn thế nữa. Cái óc của chúng ta, con tim của chúng ta làm việc nhịp nhàng. Bộ óc của chúng ta đứng tạo hóa, tác tạo ra tuyệt vời, nhớ giữ giữ kiện này cái đó, cái
quá khứ rồi hiện tại rồi những cái khung cảnh, những cái sự việc mà nó đã xảy ra, kêu bằng từ lúc mình còn bé hay là mình đi học tiểu học hay là học mẫu giáo. Đặt thí dụ đem thí dụ chú giống nè, nhớ hồi nhỏ khi mà chưa biết đi, chưa biết đi là đã nhớ từ lúc đó rồi, tức là tức là từ mình nhớ từ lúc là mẹ, tức là khoảng chừng 6-7 tháng là đã nhớ rồi, nhớ những hình ảnh từ lúc mình 6-7 tháng tuổi. Rồi mình nhớ những cái hình ảnh mà đi học, phải không, đi học tiểu học, rồi ở Việt Nam trường có mấy cây cây phượng đó, phải không, cây phượng bên, cái màu đỏ bông nó đầu đỏ đẹp lắm, phải không. Rồi nhớ những cái lúc mà bãi trường đó, rồi phải xa xa bạn này kia rồi trong lớp 2-3 tháng vậy đó, phải không. Bây giờ mình nghĩ cái mình những cái ra liền à, đó đó là những cái tinh vi mà Thượng Đế tác tạo ra con người. Vậy mà làm sao mà chúng ta nỡ lòng nào mà chối bỏ Thượng Đế, không đi tìm Thượng Đế mà nói là đi tu. Mấy thằng này chùa, mấy ông sư bà đó, nó đi tu mà nó không đi tìm Thượng Đế. Phật Thích Ca đi tu là đi tìm Thượng Đế, để rồi mà tôn thờ Thượng Đế là thiên thượng. Mà ông bà tổ tiên mình thờ Thượng Đế mà từ thở đầu thở mà Adam và Eva là thủy tổ loài người. Thế thì tất các đạo sĩ chân chánh khắp nơi trong mọi địa cầu từ thở có con người cho đến bây giờ là con cái của Adam và Eva. Adam, Eva do Thượng Đế tác tạo ra. Và ông bà tổ tiên chúng ta là thờ Thượng Đế từ thuở ban đầu. Ông bà tổ tiên chúng ta là cái gốc ông Adam và bà Eva. Phật Thích Ca là mới lẻo đẻo mấy ngàn năm nay thôi mẹ đi tìm Thượng Đế. Tại vì sống bằng hưởng thụ quá đó, không? Ăn tiền thuế của người dân đó. Tại vì thái tử mà, thằng vua là ba của Phật Ấn Độ, thấy không, rồi dân phải đóng thế, mẹ để cho gia đình thằng vua kêu bằng dòng họ vua hưởng thụ, không? Phật Thích Ca là thái tử thì đương nhiên cũng hưởng thụ, thằng cha thì mẹ 5-7 vợ 5-70 vợ 100 vợ thì thằng con cũng ít nhất cũng phải là mẹ 5-7 vợ hay là vài chục vợ đã khái vậy hưởng thụ. Dòng tộc Phật Thích Ca, Phật Ấn Độ, chữ mà Thích Ca là ông bà tổ tiên mình đặt. Chứ còn Phật Ấn Độ đâu có cái tên là Thích Ca. Và khi mà Phật Ấn Độ, Phật Thích Ca mà đi ra khỏi thành á, thì thấy dân chúng khổ quá đi. Rồi đâm ra cái thấy kỳ quá, ủa sao mà mình sống... cái dòng tộc mình, dòng tộc vua sống sung sướng quá, quá sung sướng, thấy không, mà dân chúng thì quá khổ, mà còn phải đóng thế để mà cho gia đình mình hưởng thụ phung phí, thấy không, thấy bí quá. Phật Thích Ca mới quyết định phải đi tìm để mà hạch hỏi Thượng Đế. Tại sao Thượng Đế để cho những cái cảnh khổ như vậy? Thấy không? Bất công quá.
rồi dòm lỡ gia đình của mình nữa, gia đình nhà vua thì hưởng thụ sung sướng, phải không, phung phí, phải không. Dòng tộc của Phật Ấn Độ, Phật Thích Ca đó, trên dưới 10.000 người, mạnh ai nấy hưởng thụ. Phật Thích Ca thấy kỳ quá, bây giờ phải đi tìm Thượng Đế, hỏi Thượng Đế tại sao bất công, thấy nhiều người khổ vậy nè, rồi gia đình chúng tôi thì hưởng thụ, phải không. Bây giờ mới đi tìm Thượng Đế để hạch hỏi Thượng Đế tại sao, tại sao. Và đồng bào biết là dòng tộc của Phật Thích Ca thời xưa, thời đó, đó là ở Ấn Độ, cái miệt cái vùng đó đó là một trong những cái dòng tộc mà lớn, dòng vua là lớn bự đó, lớn đông đảo, dòng tộc nó trên dưới 10.000 người mà sống là sống đến đầu đến cổ, thế mà tường thế của người dân đó. Nhưng mà rốt cùng lại là hầu hết dòng tộc của Phật Ấn Độ, Phật Thích Ca là bị tàn sát hết, bị sau sau này bị mấy cái thằng vua lân lân bang lân cận đó, nó nổi lên đó. Rồi đó là nó thù oán với nhau, rồi nó giết hết, sát nó diệt hết. Cũng may là Phật Ấn Độ mới bỏ đi tu, đi đi tìm Thượng Đế thì mới còn sống, sống tới mẹ tám mấy tuổi, rồi bị bệnh 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 gì biết, biết bệnh gì không, bệnh ung thư ruột già, tại vì ngồi kiết kiết gà nhiều quá đó, ngồi ở chỗ nhiều quá thiếu hoạt động, lúc chết rồi đau đớn lắm, ung thư ruột già. Mấy cái thằng đi tu Phật pháp tụi nó đâu 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 biết nhiều về lịch sử, nó học ba cái lừa dối gạt gẫm bá tánh vậy. Nó đâu biết nhiều về về Phật, gia đình của Phật Thích Ca, Phật Ấn Độ. Đồng bà coi cái hình ảnh Phật Thích Ca trình diện thánh giống Di Lặc Phật Vương trên núi Tĩnh Tâm á. Thấy Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện không? Đây nè. Đồng bào nhân loại nhìn thấy không? Phật Phật Thích Ca có nhắn nhủ nhân loại nè, đặc biệt là nhắn nhủ cho Phật tử là phải nghe lời Di Lặc Phật Vương dạy bảo. Phật Thích Ca nhắn nhủ là Phật tử á, cũng như tụi em mấy đứa mà tu xạo xạo đó, hở cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà không biết Nam Mô Di Đà Phật nghĩa là gì, đi tu mà không đi tìm Thượng Đế thì tụi bay tu cái gì, tụi bay là quỷ dâm tặc, tụi bay tu cái gì, tụi bay xạo. Phật Thích Ca nhắc nhở nè, phải nghe lời thánh giống Di Lặc Phật Vương dạy bảo, học hỏi chấp hành sấm lệnh mới nhất của cha trời thiên thượng Giê-xu. Trong đây có nói rõ đây nè, đây phải học về về cái nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật là gì, ông bà tổ tiên mình đó giảng dạy về cái nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật là phải đi tìm Thượng Đế, cũng như Phật Thích Ca đó phải đi tìm Thượng Đế, phải tôn thờ Thượng Đế. Mà ông bà tổ tiên Việt Nam mình là tôn thờ Thượng Đế là từ cái thở Thượng Đế cho con người có mặt ở quả địa cầu là ông Adam và bà Eva. Nhớ học cho thuộc ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật là gì, trong đây có ghi rõ hết á, chú giống không có lặp đi lặp lại đâu, mệt lắm rồi. Ở đây là chú giống chưa nói đến mấy cái đứa mà đi tu mà chiếm danh cha, tụi bay là tội lỗi ngập đầu luôn á, quỷ nó bắt tụi bay, cũng giống như mấy thằng thầy chùa mà đi tu mà không đi tìm Thượng Đế thì tội tụi bay cũng giống nhau à.
với Tú á, nói về về Phật tử á, Phật pháp đi tu là phải biết bát chánh đạo là gì. Trong đây có hướng dẫn đầy đủ, giải thích đầy đủ, ghi văn bản đàng hoàng. Di Lặc Phật Vương hướng dẫn giảng giải về bát chánh đạo là gì. Có 8 chữ à. Bát chánh đạo là phải đi tìm Thượng Đế, phải tôn thờ Thượng Đế trước. Kế nữa là tôn trọng chúng sinh. Vậy thôi. Thì mới được giải thoát. Và thời nay Thượng Đế Ngài cho biết, Ngài xác nhận Ngài chính là Chúa Giê-xu. Và Ngài ra lệnh Di Lặc Phật Vương hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế. Di Lặc Phật Vương tức là Phù Đổng Thiên Vương tái thế, Đại Việt Vương Đạo, Đạo Giải Thoát, Đạo Thờ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, Đạo Giê-xu Maria Giuse. Và Thượng Đế Ngài vẽ khuôn mặt của Ngài, Ngài giới thiệu khuôn mặt của Ngài như thế nào, và Ngài xác nhận Ngài là ai. Ngài là Chúa Giê-xu. Đây là cái hình màu gốc nè. Còn đây là cái hình đậm hơn, để em chuyển màu đậm hơn để em mắt kém để xem chi tiết. Đạo giải thoát. Thời cuối của thế giới nhân loại cần phải học đạo giải thoát và chấp hành luật lệnh, sấm lệnh mới của đạo giải thoát. Rõ ràng ha. Ok. Và Di Lặc Phật Vương Thánh Giống có hướng dẫn cách tu tắc. Trong đây có ghi văn bản đàng hoàng. Okay. Nhớ theo dõi, học hỏi, nghiên cứu thêm về 14 phép lạ phước lành để mà hướng dẫn, nhắc nhở và 14 phép lạ phước lành giảng giải và giúp cho người học được dễ dàng nhận diện về Thượng Đế là ai để được Thượng Đế cứu. Cái em nào mà lấy cái nick giả cao trưởng vô đây phê bình tầm bậy tầm bạ đó phải sám hối gấp, chứ mấy em sẽ gặp đại nạn. Di Lặc Phật Vương nói chuyện với hồn vía và xác của em, chứ không có nói chuyện với cái tên mạo nhận của em nha. Trước tiên là sẽ phạt em nè, phạt em để cho em ngồi dưa cột, em kêu bằng ra khỏi nhà nhìn lên trời cầu nguyện khẩn cấp, chứ không phải là em sẽ gặp đại nạn qua không khỏi. Di Lặc thương chú Giống nhắc nhở đó. Ok, em phải sám hối gấp, chứ không phải là em sẽ gặp đại nạn trong vòng 24 tiếng. Bây giờ là Thánh Giống can ngăn nha, nhưng phải nghe lời, không phải là em sẽ bị phạt đó. Ok, bây giờ đuổi em ra trước nè. Ok. Đó, tức là bắt đầu thấy khó thở đó. Mà nhớ là sám hối gấp thì được tha, chứ không phải là sẽ gặp đại nạn qua không khỏi. Thì ráng chịu. Tao thương á, tao nhắc nhở đó, chứ đúng ra là tao không nhắc nhở là trong vòng 24 tiếng đồng hồ là mày sẽ gặp tai nạn, chạy không thoát luôn. Đây là chương trình Hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại do Thượng Đế Toàn Năng lãnh đạo. Chứ Giống chỉ là người được Thượng Đế bảo là đại diện cho Thượng Đế, nhận lãnh sấm lệnh của Thượng Đế, hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế.
tức là có ấn chứng của Thượng Đế trao phó, chứ không phải là nói bưng quơ như mấy cái đứa mà bá xàm bá láp hở nói là cha, nói Thượng Đế, rồi ân trên rồi các cái. Tụi nó nói tầm bậy tầm bạ. Mười bốn phép phép lạ phước lành để mà giúp nhân loại dễ nhận diện về Thượng Đế là ai. Mười bốn phép lạ phước lành. Trong đó có cái phép lạ này rất là kinh hoàng, nói về quả ngục. Trong đây cái người mà cao trưởng, trưởng cao thật á, thì comment trong đây là đề nè: con kính chào ngài. Còn cái đứa mà mạo nhận cái cao trưởng màu xanh lá cây á, đó là cái đám mà quỷ nhập, thấy không? Rồi là nó phê bình tầm bậy tầm bạ. Thì chú giống thương, chú giống cảnh cáo đó, sám hối gấp chứ không phải là quỷ nó sẽ bắt mày á, nó kéo xuống quả ngục thế chỗ cho chúng nó. Hay là anh hùng chiến sĩ linh thiêng sẽ xô mày té, dập mặt rồi băng bó, gãy chân gãy tay. Chứ không phải giỡn đâu. Mau mắn sám hối gấp, đừng đừng có mạo nhận, đừng có giả dạng tên nick, tên này người kia rồi vô đây phê bình làm bậy làm bạ, dại dột quá cháu ơi. Bây giờ không phải chuyện đùa nữa, thời cuối rồi. Bây giờ là chú giống không có can ngăn được đâu. Quỷ nó bắt mày á, nó bắt mày nó kéo xuống quan ngục thế chỗ cho nó. Nhốt qua đây nè. Rồi mặt mày mày biến thành quỷ luôn. Nó đốt ở dưới lửa nóng nhiều ngàn độ, thiêu đốt ở dưới á. Ở ở quả ngục á, nghe không? Cái thằng mà mạo nhận lấy cái tên là cao trưởng á, cái chữ màu xanh lá cây á. Sám hối gấp, đứa nào mà ngăn cản cũng như là phá phách việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam hiện loại là đứa đó chắc chắn sẽ bị phạt. Mà bây giờ là bị phạt nhanh lắm, chứ không phải như lúc trước. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tình hình thế giới. Ok.